Vì sao Tưởng Giới Thạch ba lần từ chối đánh bom nguyên tử Trung Quốc? Sau năm 1949, dưới tác động của bộ máy tuyên truyền, hầu như toàn bộ người dân Trung Quốc đều tin rằng Tưởng Giới Thạch chính là kẻ bán nước buôn dân, là kẻ thù của dân tộc. Cho đến khi cuốn nhật ký Tưởng Giới Thạch được Viện Hoover công bố tại Mỹ, tiết lộ tường tận hầu hết những sự kiện lớn trong đời Tưởng Giới Thạch, giới học thuật mới bắt đầu thay đổi ấn tượng đã ăn sâu về ông. Họ sững sờ phát hiện, kẻ độc tài mà chính phủ Trung Quốc rêu rao bao năm qua thực ra là một vị anh hùng thẳng thắn, cương trực, đường hoàng. Trong cuốn nhật ký, có một chi tiết khiến người ta phải giật mình, đó là nước Mỹ từng muốn giúp Tưởng Giới Thạch phản công vào đại lục, lật đổ Mao Trạch Đông bằng cách thả bom nguyên tử, nhưng Tưởng Giới Thạch kiên quyết từ chối. Ngoài ra, ông còn hai lần khác phản đối Mỹ thả bom nguyên tử vào Trung Quốc và Việt Nam. Vì sao lại như vậy? Để hiểu được chuyện này, chúng ta cần quay ngược thời gian, trở về những năm 1940. Tưởng Giới Thạch khi đó là lãnh đạo chính phủ quốc dân. Sau khi ông dẫn dắt nhân dân chiến thắng kẻ thù hùng mạnh nhất châu Á thời đó là phát xít Nhật, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc lập tức phát động nội chiến lật đổ chính quyền quốc dân đảng. Nhờ sự hỗ trợ của Liên Xô, Triều Tiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành chiến thắng vào năm 1949, khiến chính phủ Tưởng Giới Thạch phải rút về Đài Loan. Sau khi đến Đài Loan, dù Tưởng Giới Thạch vẫn luôn muốn phản công đại lục, nhưng khi biết Hoa Kỳ định ném bom nguyên tử chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông đã ba lần phản đối. Lần đầu tiên là trong chiến tranh Triều Tiên năm 1950, xảy ra giữa Bắc Triều Tiên do Liên Xô, Trung Quốc hậu thuẫn và Hàn Quốc do Mỹ hậu thuẫn. Ban đầu Bắc Triều Tiên nhanh chóng chiếm được phần lớn lãnh thổ miền Nam, nhưng sau đó Mỹ đưa quân vào hỗ trợ Hàn Quốc khiến miền Nam lật lại thế cờ, liên tiếp chiến thắng. Lập tức, 250.000 quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc được lệnh tiến vào Triều Tiên, giáng cho quân Mỹ một đòn nặng nề. Lúc này, Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng bom nguyên tử có thể được sử dụng như một biện pháp cuối cùng. Nhưng ngay khi Tưởng Giới Thạch nghe tin này, ông kiên quyết phản đối. Nhật ký Tưởng Giới Thạch ngày 1 tháng 12 năm 1950 viết: Truman cùng chính phủ Hoa Kỳ và các đảng đối lập ủng hộ sử dụng bom nguyên tử chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, cần phải nỗ lực ngăn cản nó. Mặc dù Tưởng Giới Thạch hoàn toàn ủng hộ Hàn Quốc, thêm vào đó Đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ thù của ông, nhưng không chỉ phản đối, ông còn lên kế hoạch thực hiện một số hành động ngăn cản. Lần thứ hai là trong chiến tranh Pháp-Việt, bối cảnh là khi Pháp phát động cuộc chiến chống lại quân Bắc Việt năm 1945 nhằm kiểm soát toàn bộ Việt Nam. Mỹ mặc dù ủng hộ Việt Nam độc lập, nhưng lại có quan hệ đồng minh với Pháp, đồng thời lo sợ các đảng Cộng sản được Liên Xô ủng hộ sẽ nắm được quyền lực, nên đã viện trợ cho Pháp. Thế nhưng tháng 3 năm 1954, được sự hỗ trợ quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc, quân Bắc Việt tấn công Điện Biên Phủ với lực lượng vượt trội khiến quân Pháp bại trận. Ngày 17 tháng 4 năm 1954, mục 3 của kế hoạch làm việc trong tuần này do Tưởng Giới Thạch soạn thảo có nội dung: bom diệt hạch và bom nguyên tử của Mỹ không được phép sử dụng ở Việt Nam và Trung Quốc đại lục. Qua nhật ký của ông Tưởng có thể thấy, để cứu quân Pháp khỏi thất bại ở Việt Nam, Mỹ một lần nữa chuẩn bị sử dụng bom diệt hạch và bom nguyên tử ở Việt Nam và Trung Quốc. Ngày hôm sau, nhật ký của Tưởng Giới Thạch viết: hẹn gặp tham mưu trưởng Hawkwood của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Để phản đối Hoa Kỳ dùng bom nguyên tử, ông đã hẹn gặp Hawkwood vào ngày hôm sau. Rõ ràng đây là quyết tâm của Tưởng Giới Thạch. Lần thứ ba là trong trận pháo chiến Kim Môn năm 1958. Quân Trung Quốc khi đó nạ pháo dữ dội vào quần đảo Mã Tổ và Kim Môn nhằm xâm chiếm những vùng này từ Đài Loan. Lực lượng Trung Hoa Dân Quốc ở Kim Môn cũng nạ pháo đáp trả. Cuộc tấn công diễn ra rất ác liệt. Hoa Kỳ nhanh chóng tăng viện trợ cho Đài Loan và đề nghị Tưởng Giới Thạch sử dụng vũ khí hạt nhân. Những nghiên cứu gần đây từ Cục Lưu trữ Quốc gia chỉ ra rằng không quân Hoa Kỳ khi đó đã chuẩn bị cho một vụ tấn công hạt nhân nhằm vào Trung Quốc đại lục. Còn nhớ năm 1945, chỉ với hai quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki đã gây ra sức công phá khủng khiếp, hơn 200.000 người thiệt mạng và chỉ vài ngày sau, Nhật Bản đầu hàng. Nếu đồng ý dùng bom nguyên tử, chắc chắn sẽ giúp ích cho quân Tưởng, nhưng ông vẫn từ chối. Tưởng nói rằng ông không muốn trở thành kẻ tội nhân, giết hại sinh mệnh vô số người dân vô tội.
đánh mong Nguyên Tử sẽ giúp Tưởng có được lợi thế, nhưng lại hại biết bao nhiêu con dân đại lục. Phản công như thế thà rằng không làm còn hơn. Tưởng hiểu rằng điều ông muốn là lấy lại đại lục chứ không phải tiêu diệt nó. Anh hùng bị bôi nhọ. Jay Taylor là một nhà ngoại giao lâu năm, từng hai lần đảm nhận nhiệm vụ đại sứ Mỹ tại Trung Quốc và Đài Loan. Sau khi xem xong cuốn nhật ký Tượng Giới Thạch, ông đã hiểu ra Tượng Giới Thạch mới là người cống hiến biết bao mồ hôi, tâm huyết cho đất nước, dân tộc. Cuốn sách cũng bộc lộ nhiều ưu khuyết điểm trong nhân cách của Tượng Giới Thạch. Từng lời văn đều vô cùng chân thật, không phải kiểu hồi ký viết ra để cho người khác đọc. Từ đó, ông trở thành một học giả phương Tây kêu gọi bình phản một cách toàn diện cho Tượng Giới Thạch. Theo Jay Taylor phân tích, cả hai thời kỳ mà Tượng Giới Thạch cầm quyền ở Đại Lục và Đài Loan đã ba lần liên tiếp chỉ huy kháng chiến chống Nhật, thống nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, trong cuốn Tượng Giới Thạch kẻ thù chung của nhân dân, xuất bản ở Trung Quốc do thư ký của Mao Trạch Đông viết, lại dùng luận điệu tuyên truyền của nhà nước để phủ nhận toàn diện Tượng Giới Thạch. Điều này tác động cực lớn đến nhận thức của toàn xã hội về nhân vật anh hùng này. Thế nhưng, khi người Trung Quốc nhìn lại cuộc chiến năm ấy, thì rất nhiều câu hỏi được đặt ra là tại sao một lãnh tụ cốt cán như Mao, ngoài cuốn luận trì cụ chiến, lấy ý tưởng từ Tượng Giới Thạch và Tượng Bách Lý làm mẫu, rồi cải tiến lại, sau đó là một vài lần phát biểu ra thì không còn bất kỳ động thái nào khác. Ông ta chưa bao giờ xuất hiện trên tiền tuyến kháng chiến chống Nhật, cũng chưa bao giờ trực tiếp hay gián tiếp chỉ đạo một trận chiến chống Nhật nào. Trong khi đó, Tượng Giới Thạch và vợ là Tống Mỹ Linh lại nhiều lần xuất hiện trên các con phố nguy hiểm nhất để trực tiếp chỉ huy cứu viện. Tháng 5 năm 1939, quân Nhật tiến hành trận đột kích quy mô lớn vào trung tâm Trùng Khánh. Gần 100 chiếc máy bay đánh bom của quân Nhật đang gầm thét trên bầu trời. Lúc bấy giờ, ngay cả chiếc xe Buick mà chính phủ Mỹ tặng cho Tống Mỹ Linh cũng được trưng dụng để cứu viện. Tại hội nghị quốc phòng tối cao của chính phủ quốc dân, nơi ở của Tượng Giới Thạch không hề thấy bóng dáng bất kỳ một chiếc xe nào. Tất cả đều đang tham gia cấp cứu, chuyên chở những người bị thương. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm gì? Trong suốt thời kỳ chống Nhật, Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hợp tác cùng nhau chống quân xâm lược. Khi đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc được Quốc dân đảng cấp cho tiền, vũ khí và lương thực. Chế độ này chiếm tỷ lệ vượt trội trong tổng nguồn thu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng thay vì kháng Nhật, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại quay sang phá hoại Quốc dân đảng, kích động biểu tình, đình công và bạo động. Tháng 12 năm 1940, Tưởng Giới Thạch buộc tân tứ quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc phải rời các tỉnh An Huy và Giang Tô. Năm 1941, xảy ra sự kiện Tân Tứ Quân đánh dấu chấm dứt mặt trận thống nhất chống Nhật. Mất nguồn trợ cấp chính yếu, đồng thời bị bao vây quân sự, Đảng Cộng sản Trung Quốc buộc phải tự mình xoay sở. Khi này, đứng trước nguy cơ diệt vong, Mao Trạch Đông chủ trương củng cố lực lượng, một mặt thực hiện chiến tranh phá hoại Quốc dân đảng, một mặt tránh giao tranh với Nhật, mặt khác tìm mọi cách để kiếm tiền. Trong một hội nghị cấp cao ở vùng biên khu, gồm vùng Bắc Cam Túc, Đông Thiểm Tây và Ninh Hạ, Mao Trạch Đông từng nói: "Chúng ta hiện không có áo mặc, không có dầu ăn, không có giấy tờ, không có rau, chiến sĩ không có giày, nhân viên mùa đông không có chăn, vậy là chỉ còn cách vận động sản xuất quy mô lớn để tự cứu mình." Nhưng thứ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc nói tự cứu mình, ở đây lại chính là buôn nhà phiến. Bây giờ nhà phiến tượng trưng cho quân xâm lược, vì trước đó quân Anh từng khiến Trung Quốc nhập khẩu nhà phiến, mục đích là rút kiệt tài lực của Trung Quốc, một mặt là đầu độc nhân dân. Nay Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận thấy buôn nhà phiến mang lại nguồn lợi vô cùng lớn, đã mặc kệ tác hại to lớn đối với dân tộc mà quyết định chọn hình thức này. Năm 1941, Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh trồng cây anh túc, mỗi hộ nông dân được trồng từ 5 đến 10 mẫu. Theo cuốn Nhật ký Diên An, Nhậm Bật Thời được giao chức chuyên viên vấn đề nhà phiến. Về sản lượng, để ứng phó khẩn cấp tình trạng khó khăn, họ muốn nội trong một năm có thể tung ra thị trường ít nhất 60 tấn nhà phiến. Vì đảng, Nhậm Bật Thời đã dám trồng nhà phiến trên một vùng rộng lớn, bất chấp nguy cơ bị dân tộc kết tội. Vì từ nhà phiến quá nhạy cảm, nên bây giờ Đảng Cộng sản Trung Quốc nói lái thành xà phòng khi buôn bán món này. Lợi nhuận thu được từ nhà phiến sẽ được dùng cho đảng. Nhật ký Diên An cũng ghi lại, ngày 28 tháng 4 năm 1944, khi phóng viên người nước ngoài đến thăm Diên An, Mao Trạch Đông đặt vấn đề muốn thiết lập quan hệ chính thức với các nước tư bản, quan trọng trong liên minh chống phát xít. Nhưng rồi có một vấn đề gây khó xử là cả một vùng đất bao la đều trồng cây anh túc. Đây là vấn đề rất khó chấp nhận.
Để che giấu cho tội lỗi của mình, Mao ra lệnh cho lữ đoàn 359 thuộc Bắc Lộ quân diệt sạch các cánh đồng hoa anh túc trên khắp địa khu Diên An. Từ thực tế lịch sử đã cho thấy, khi chiến tranh Trung Nhật diễn ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc không hề có giao tranh chính diện nào với quân xâm lược. Ngược lại, họ chỉ tập trung bảo toàn lực lượng, trục lợi trên nhân dân và làm loạn để tiêu hao sức lực của Quốc dân đảng, lực lượng thực sự đang bảo vệ quốc gia trước quân xâm lược. Sau khi Tưởng Giới Thạch chiến thắng quân Nhật, Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động nội chiến lần hai với Quốc dân đảng, thực chất là người Trung Quốc đánh người Trung Quốc. Ngày 1 tháng 10 năm 1949, Mao Trạch Đông chính thức tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tưởng Giới Thạch đã làm gì? Khi xảy ra nạn đói ở Đại Lục, Tưởng Giới Thạch đã phát động, kêu gọi người Đài Loan quyên góp viện trợ, nhưng đáng tiếc là chính phủ Mao Trạch Đông ở bên kia bờ eo biển lại không thèm ngó ngàng gì tới đề xuất của ông. Tưởng Giới Thạch vẫn không nản chí mà nghĩ ra cách thả lương thực từ trên máy bay xuống, mang theo vùng duyên hải để cứu trợ người dân. Từ nghĩa cử này có thể thấy được tấm lòng thương dân của ông. Hơn hết, Tưởng Giới Thạch là người hiểu rõ tầm quan trọng của văn hóa truyền thống. Do đó, khi rút đến Đài Loan, Tưởng đã mang theo những văn vật lịch sử quan trọng, có thể nói là tượng trưng cho tinh thần của nền văn minh Trung Hoa. Từ sớm, có lẽ ông đã đoán được rằng nếu không mang theo những văn vật này thì chúng rất có khả năng sẽ bị phá hủy trong ngọn lửa điên cuồng của cách mạng văn hóa thời Mao Trạch Đông. Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Loan chính là nơi sở hữu một trong những bộ sưu tập nghệ thuật Trung Quốc lớn nhất thế giới, Bảo tàng Cố Cung. Có khoảng 600.000 cổ vật bằng ngọc, ngà, men sứ, đồ đồng, các bức tranh phong cảnh, chân dung quý hiếm của Trung Quốc, trong đó chiếm phần lớn là thuộc 4 triều đại, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Tưởng Giới Thạch từng nói, lịch sử 5.000 năm của Trung Hoa được xem là ghi chép vận mệnh chung của tất cả dòng họ. Ghi chép chung này liên kết tất cả dòng họ hòa hợp thành dân tộc Trung Hoa, càng do dân tộc Trung Hoa, vì cùng chống lại lực lượng ngoại xâm để bảo vệ sự sống còn mà tạo thành lịch sử lâu dài của đất nước Trung Quốc. Bộ lịch sử lâu dài này có nền tảng là các đức tính vốn có của dân tộc Trung Hoa, lại phát dương nền văn hóa cao quý của dân tộc Trung Hoa. Tưởng Giới Thạch đã vạch trần ý đồ ma quỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn làm cho nền văn hóa 5.000 năm cao quý của dân tộc Trung Hoa trở nên tuyệt diệt không còn dấu tích, muốn biến đổi luân lý, lấy hòa bình nhân ái làm gốc của Trung Hoa thành đấu tranh ác nghiệt tàn khốc, tham gia vào sự tàn sát trên quốc tế. Ông Nguyên, phụ tá của Tưởng Giới Thạch kể rằng, đến lúc hấp hối, Tưởng Giới Thạch vẫn cố nói hai câu, quang phục đại lục, cứu vớt Trung Quốc, phản công đại lục, giải cứu đồng bào. Về nhân vật Tưởng Giới Thạch, người hậu thế đã có đánh giá rất nhiều về công và tội của ông, nhưng nhìn tổng quan từ góc độ lịch sử, giữa lúc dân tộc Trung Hoa đứng trước sinh tử diệt vong, trước giặc phát xít và thảm họa của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng các cuộc vận động liên tiếp nhằm tiêu diệt toàn bộ văn hóa, tinh thần của người Trung Quốc, thì Tưởng Giới Thạch dốc toàn tâm sức đi ngược trào lưu đó, khiến Đài Loan bảo vệ và phát triển được Mỹ Đức và văn hóa truyền thống, bảo vệ linh hồn dân tộc Trung Hoa, thì công lao ấy cũng không nhỏ và không thể xóa nhòa.